Ở đời chẳng có gì vui hay là cứ vãi cái nón ra đây. Mày làm gì vậy sớm trên à? Trên mày vậy, mày đi ăn trộm gà hay ăn cắp gà hay là mày đủ làm gì mà đi ăn trộm sớm vậy mày? À, ở đời chẳng có gì vui. Bản hát này là bài hát này là bài hát chế cho mấy thằng sống. Chào Trương Thịnh Phạm, chào Phạm Quang Hưng, chào Hà Nhỏ, chào Chính Lê, chào Quy Quy Nô Thịnh. What's up, brother? Me not what's up? Trời ơi! Trương Thịnh Phạm, chào 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 Minh Lực. Lâu quá không gặp thằng Minh Lực. Thằng Minh Lực là thằng Long An. Ủa? Mày còn sống hả? Tôi nói ở bên Mỹ này á, tôi nói bà con nha, tôi nói ở bên nước Mỹ á, tôi nói á, nước Mỹ bây giờ á, ngày á, bây giờ nước Mỹ á, thì mình á, sống ở Mỹ, tôi nói á, các anh chị sống ở Mỹ nhỏ lớn rồi, cái thật tình nó sống nhỏ Mỹ, Mỹ lớn. Quay đi Thịnh, làm gì cười té, kiểu vậy. Ừ, ngày hôm kia trên đường đại học ở bên, đại học ở bên tiểu bang ấy bắn 43 người bị thương. Trong trường đại học đó nha, ở bên bên Chu đó, 3 người bị thương, đủ có 5 người, đủ cho 5 người, 3 người chết, 5 người bị thương. Tôi không có phải ở nước Mỹ bây giờ hả? Bây giờ thì đổ hô ra là mấy cái đó là tại vì cái này cái nọ. Tôi hỏi nha, tôi hỏi cho các anh chị nè, hỏi các anh chị nè, một cái nước đại cường quốc nha, nghe không? Một đại cường quốc với lại mấy cái người, cái máy bay không người lái nó tới ngay cái trung điểm của nước mình mà không biết bây giờ đổ thừa cho thằng này, đổ thừa cho thằng kia thì giờ nói ai? Ở trong cái trường đại học, ở trong trường đại học ở bên tiểu bang Massachusetts đó, là nó bắn nhau, nó bắn thằng học sinh đó, nó xách súng vô nó bắn trong trường, thì tổng cộng là có 3 người chết, 5 người bị thương đó. Thì tại bên nước Mỹ nè, bây giờ mình không nói không năng, tại bên nước Mỹ nó chọc giận thằng Liên Xô. Nó chỉ thằng nào quýnh lộn đó là chỉ thấy đụng qua chiến tranh là không ai thích á, nó thẳng là như vậy. Còn ai đụng qua ngưỡng mộ Liên Xô hay chuyện ngưỡng mộ cái chuyện cái đó là cái chuyện của người ta, chỉ còn thấy chiến tranh là tôi không ham rồi, phải không? Vì mình thấy giữa nước Việt Nam mình nói chiến tranh nhưng mình đâu có ham đâu, chết chóc dân chết chóc ấy, còn cái chuyện thấy rồi không có thích cái kiểu mà đồ này nọ. Thì cứ thấy thằng Ukraine này cứ ủng hộ dũng khí thì đồ, mà thằng kia nó điên lên, thằng Trung Quốc nó điên lên. Có cái gì, cái chuyện Liên Xô là sẽ lên đây cái chị NATO sẽ diệt hết NATO, cái chuyện là chuyện không có xảy ra đâu. Mà nói cái nào cho nó đúng, ông Liên Xô ông mạnh thì ông mạnh, chứ còn năm trong cái chỗ mà quýnh bài 52 kè một thì chỉ thằng một thằng mà đã độc thân rồi nó chết thôi, chứ đủ được cái nói mà đúng không? Nhưng cái là đủ trên đời là tôi không thấy rồi, mấy ông mấy bà nữa, những cái chuyện mình ở bên nước Mỹ mình má giống như con cứt vô bao nhiêu bắn bao nhiêu trái. Cái cậu là tốn 500.000 đô, 500 triệu cho đô chứ đó, thì nói sao? Còn bây giờ đồ mẹ bên nước Mỹ xả súng là tà le, bắn tà le đó, đồ má. Rồi còn cái vụ này nữa là cái chuyện này mới mới là chết nè, cái chuyện này mới là sợ nè. Các anh các chị biết không, hai cái tàu lửa, đứa mà YouTuber nó đưa lên là sẽ bị vụ ma YouTube nó dẹp cái chuyện này. Cái đứa mà reporter là cái đứa mà được gọi là cái đứa mà cái con mà nó trình nó gọi là cái gì, cái là nhà báo đưa lên cũng bị bắt ở bên bên Mỹ á, là cái tàu lửa đi chở vũ khí, chở chất hóa học, hiện bây giờ là nó bên xảy ra bên Ohio,
hai cái tàu lửa nó đụng nhau nha bà con, hai cái tàu lửa nó đụng nhau, nó chạy sạc đường đường rầy á, nó đụng nhau thì cái thằng cái tàu lửa nó chạy, thì trong cái tàu lửa đó, cái xe lửa đó nó có chở chất hóa học đó. Cái chất hóa học ở bên Ohio á, tiểu bang Ohio á, nó cái chất hóa học nó trên cái tàu lửa đó nó bị nổ. Bây giờ cái chất hóa học đó nó làm biết bao nhiêu, nó nổ lên thì nó bao nhiêu cái căn hộ mà người ta hửi cái chất hóa học đó rất là nguy hiểm. Cái chemical ở bên Mỹ thì rất là có chất axit rồi này nọ, nó nguy hiểm lắm. Ở Việt Nam mình cũng vậy thôi đó, thì rất là nguy hiểm đó, tôi nói cho các anh chị nghe. Mỹ ta ơi, nó đủ má Mỹ sạch sẽ không, thù má rác nữa đó, rác đó, Mỹ đủ má. Đây là thành phố San Francisco của nó nha, đủ thành phố du lịch của thế giới, đủ má San Francisco giỡn à nghe. Đó, nhà người ta ở nó xả rác chỗ đó, nó đĩ mẹ nó, Mỹ có rác đâu, Mỹ có rác đâu, đủ đó đó đó, nói cho biết mấy xe này là mấy xe nó ở rồi mấy. Cái vụ mà tôi nói về cái lừa vụ mà tôi nói về mà mấy đứa mà nó chạy xe, cái hai chiếc xe lửa nó đụng nhau đó, cái hai xe lửa đụng nhau nó về nó bị nổ, về cái nó nổ chất hóa học á, hai một cái ở bên Ohio là một cái bên tiểu bang nào nữa tôi quên đó, hai cái xe lửa nó đụng một cái, một cùng một cách nhau 2 ngày nó đụng nổ ra. Bây giờ bao nhiêu cái chìa, bao nhiêu ngàn cái căn nhà gần gần gần, gần đó, đó nó bị ảnh hưởng chất hóa học đó. Đó đâu ai dám nói lên thằng Mỹ nội, mà cái thằng mà đụng nó đăng cái bài đó lên là cũng bị đăng cái bài đó lên bị cảnh sát bắt rồi, cảnh trong mấy thằng cha tổng thống rồi đâu dám nói đó. Bây giờ là giờ chỉ còn có một cách là để cho ông tổng thống Trump ông lên lại thôi, đỡ mới trị được thôi chứ được. Tôi chào tất cả nha. Trung Quốc giờ cũng ngao ngao lên mà đặt lấy tàu sân bay nào ra hù nó ra đó, đừng có giỡn. Thằng Mỹ nó không có thua thằng nào đâu, chứ đừng có tưởng là thằng nào hơn thằng nào. Nhưng mà tôi nói cho anh chị nghe, thằng Mỹ nó cũng không có vừa đâu, thằng Mỹ vũ khí thằng Mỹ nó cũng không vừa đâu. Nó có một cái loại cây súng của nó ra là bắn laser không, bây giờ nó không chơi đầu đạn nữa, cái laser của nó bắn tới luôn, nó chạy tới còn bao nhiêu cả trăm ngàn cây số được mà. Cái laser của cái súng laser của Mỹ á, nó không có dựa đâu, nên nhiều khi đừng có mình đừng có mà gọi là mình đừng có gọi là đừng có gọi là cái gì tiếng Việt mà đừng gì đừng có gọi là tuyên dương cái này nọ. Mình biết là trên đời này á không có ai hơn ai. Xíu em chào anh Bình, mình không có cổ xíu về chiến tranh, các anh chịu không, nó lo cho dân, nó lo cho bộ đời á, nó để nguyên khu nhà cho bụi đời nè đó, bụi đời nè đó, ở xung nó để vậy đó. Nhà của người ta ở đây một căn nhà mấy triệu đô đó, bởi vì người ta riết người ta chán, người ta cũng đéo muốn ở những thành phố San Francisco này nổi tiếng lắm. Em đang đi làm về anh Bình, ở trên cái thế giới này á, nói ra đó, mình nói ra thì mình Việt Nam mình á, người Việt Nam mình thì yêu chuộng hòa bình mấy chục năm nay rồi, thấy không? Việt Nam mình thì cũng không thua đâu ai đâu. Việt Nam bây giờ thằng Mỹ mà đặc thù Việt Nam, thằng Trung Quốc mà đặc thù Việt Nam vậy chứ. Việt Nam bây giờ cũng chế ra được nhiều vũ khí lắm, đừng có giỡn à. Có 7 loại vũ khí Việt Nam đã chế ra được rồi. Các ông các bà chắc đâu có biết về vũ khí mà để trên mấy cái tàu hạm chiến gọi là AK-100. Cái loại là AK-100 đó là nó đã Việt Nam mình nó sản xuất ra được rồi. Cái loại mà bắn cái nòng mà tiểu liên, mà cái loại đạn mà 330 á, cái loại đạn mà trái khối mà bự bằng cái cầm tay á, bự bằng cái bắp chuối á, Việt Nam mình đã sản xuất ra được rồi, để cho mấy cái tàu hạm chiến á. Việt Nam mình rồi cái khối 100, cái đại đại bác lại 100 ly cũng đã sản xuất được rồi. Việt Nam mình đâu không có vừa đâu, Việt Nam mình sản xuất ra được nhiều loại lắm á. Có phải hù Việt Nam mình đâu có thua đâu. Ở mình cứ tới ăn đồ tươi là luôn á, mình vô đây cái mình muốn ăn gà, lòng gà thà đó, gà tươi nè đó, là chỗ dẫn chỗ giúp gà.
Đó. Ê, bao nhiêu mày? Alright, thank you nhất à. Two the rooster. Ok, cái mày two rồi. Gà sống là 17 đồng con nữa. À, vô cho nó giết. Với lại hột gà tươi. Cho nó là cái máy nhổ lông nè. Đó. À, con nó nhổ lông gà rồi. Yeah, two. Yeah. What's that? Năm mươi ba đồng các anh chị, hai con gà với lại dĩ trứng với lại cái này là cái gì, gan gà 53 đô. À, hai con gà 34 đồng, dĩ trứng 6 đồng với lại dĩ trứng 13 đồng, dĩ trứng được mấy chục trái là trái gà tươi. Cái gà này gà ta, cái gì gọi là gà ta đó. Rồi dĩa lòng này là 6 đồng. Đó. Bây giờ mình đợi nó nhổ lông gà. Đó, đây là ở Cali chỉ có ăn đồ tươi gì đó, còn mấy có tiền thì cũng ăn thoải mái lắm. Cảm ơn Wally nha. Ở có tiền bên bên Cali thì thoải mái. Còn mấy người mà đủ nghèo, mấy người mà đủ gọi là đại ca của là mấy người đại ca của có tiền có lượng mà ăn chứ ăn dưới gái không đủ sủi được, tôi nói đủ mẹ đó, tôi chủ thầu nó đủ má còn đi đó. Khi mà làm đây nè còn đó còn đủ mà chuẩn bị phải đi hút rác đủ má xe đó, giờ xong một chỗ rồi đó, giờ gom đồ nghề rác trở về. Có cả thỏ nữa, gà, có gà, mấy con gì, con gì này nè, mấy con cả có con gà sao nữa nè, con gà sao 30 đồng con hen á, con hen á, rồi con gà sao nè, có cả con pigeon nữa đó, con bồ câu, cúc, thỏ, có heo, có cả cừu nữa, có dê nữa, dê thì mà nó 400-500 con, đủ loại á, tôi thì ăn gà. Ăn gà ăn con mười số con số số 3 nè là gà trống tươi 17 đồng con, hai con 34 đồng. Là dạy gà đó nuôi đó, nó nuôi gà gà ở chỗ biết tôi ăn đồ tươi không hả, không có gì ăn có còn không có tiền, tao nói là chuyện của tao, tao không có bịa đặt ra để tao nói để câu chuyện làm quà. Còn tao đéo phải là người cộng sản, tao đéo phải là Việt kiều, tao là người Mỹ, rõ hiểu chưa? Tao đéo phải là người yêu nước, Việt kiều yêu nước. Nhưng mà tao chỉ lên đây tao nói cho rõ là tao lên đây tao nói những cái chuyện sự thật thôi, đúng không? Hiện bây giờ nước Mỹ người lái bị bắn nó vô trong nước Mỹ mới bắn nó hạ nó xuống, là cái an ninh của nước Mỹ mang tới một cái lãnh thổ trên thế giới mà đụng mà nó vô tới tận cái người cái trong chỗ nhà mình mới sợ biết, thì mình đụng nó dở hơn là thằng cộng sản rồi. Cộng sản Việt Nam cái bầu trời nó thấy con ruồi nó bước vô là cũng bị biết rồi chứ huống chi mà đụng là cái máy bơm hơi cũng 200 đô một cái à. Nó sơ sơ thôi, nói cho mình nghe vậy đó, còn mà nói hết thì đụng má mà dàn đầu nghề tao thì biết bao nhiêu tiền nè, khoan mới mua còn chưa hết xài nữa nè. Hiểu chưa? No, that's mine. Get the two chicken, right? Two number three? Yeah. Huh? 5 minutes? No, what? Not yet?
Đúng bây giờ đó, đó, đó giờ nước Mỹ an toàn không? Tụi bay ở bên Manchester, trường đại học ở trong Manchester đó, thấy không? Bên Manchester đó mới bắn lộn 3 người bị thương, 5 người trong trường đại học đó, đúng không sai? Thank you, brother. God bless you, man. Daddy, I don't know what the fuck she talking about, man. Just say God bless you, man. Tôi biết mỗi gì tôi cao tới được 6 feet 2, tôi cao ở Việt Nam, tiếng Việt Việt Nam tôi cao tới 1 thước 96 là như bộ, tôi nhỏ con sao mà tôi nhỏ con lắm sao? Đâu ở trong chỗ này nó nói chuyện cũng được nhiều. Chỗ này mấy người Tàu hay vô mua đồ ăn. Kêu nó phút tổ hả? Rồi, kêu mấy thằng đó không phải là người, không phải là, cái thằng đó không phải là người Mỹ, tôi nói thằng đó là người Phi. Phú đồ là đồ, chửi nó là chửi, nó là đĩ hả? Phú đồ là đĩ rồi. Thợ của tôi là Mỹ không? Tôi biết tiếng Mỹ đành lắm chứ không? Nhưng mà nó chửi, chửi ấy lắm. Ở đây là chỗ bán đủ thứ gà nha các anh chị. Nó có con này là con này về nướng ngon là 30 đồng, con là con gà sao nè. Còn con một câu 12 đồng, 10 12 12 đồng con một câu nè. Con này chim cút nè. Chim cút là 5 con 20. Bữa nay chim cút này về quay với nước dừa ngon lắm nha. Thỏ nè, thỏ nó bán con nhỏ đó 35 đồng. Con trung bình 40, con lớn 50. The tool number 3, you have ready? Ready? Ooh, hai con gà trống. Gracias. Hai con gà trống. Hai con gà. Con gà số 3 đó, mình có 2 con. 30. Giờ nó nhổ lông nè. Nó nhổ lông. Nó giết. Đó gà tươi. Có lòng mề là sẵn hết rồi. Về luộc lên chấm muối tiêu với lá rau răm. À, đã không? Vậy thôi chứ cuộc đời là như thế thôi nè. 2 con gà rooster, red rooster 34 đồng, dĩ trứng 13 đồng, dĩ trứng với lại dĩa mề 6 đồng, 50 mấy đồng. Nhậu thì mình không có nhậu bạn ơi, mình không có nhậu, mình không có nhậu, hôm nay ăn không à, nên không biết nhậu. Còn mấy tôi không nhậu, còn nói nhậu đó, giờ xong rồi đó, giờ mình đi. That's it, done.